Hoàng Thùy Linh chính thức trả lời tin đồn được Du Lê cầu hôn trên bãi biển. Hoàng Thùy Linh đã phản hồi ngay trong bài đăng được cho là kỷ niệm lễ cầu hôn mà Du Lê dành cho cô. Chiều ngày 15 tháng 2, hội bạn thân gia đình văn hóa đồng loạt đăng hình ảnh nâng ly trên bãi biển, không gian tại đó còn được trang trí như một lễ cầu hôn. Nhiều khán giả đoán rằng Du Lê đã tổ chức cầu hôn Hoàng Thùy Linh trước sự chứng kiến của nhóm bạn thân. Tuy nhiên, Hoàng Thùy Linh cũng đã chính thức có lời giải đáp cho khán giả về tin đồn này. Ngay dưới phần bình luận của bức ảnh, nữ ca sĩ giải thích, mọi người ơi, em đi dự tiệc ạ. À. Câu trả lời của Hoàng Thùy Linh đã phủ nhận tin đồn cầu hôn, nhưng điều này cũng khiến người hâm mộ của cặp đôi Du Linh phải hụt hẫng. Hoàng Thùy Linh và Du Lê Dộ tin đồn hẹn hò từ gần cuối năm 2019 khi nữ ca sĩ cá tính bị phát hiện đưa giọng ca duyên âm đi tổng duyệt chương trình. Sau đó, hai người còn bị bắt gặp đi siêu thị chung, có cử chỉ tình cảm trên máy bay. Thậm chí, cặp đôi còn bị đồn đoán đã dọn về sống chung trong căn biệt thự tiền tỷ. Tuy nhiên, họ vẫn nhất quyết giữ im lặng mà chưa một lần lên tiếng xác nhận.